Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Team rất vui vì nhận được sự tin yêu và luôn là lựa chọn hàng đầu của khách hàng trong suốt những năm qua. Ở video lần này, mình sẽ cùng với các bạn giao chiếc piano điện Cutman KS7S đến với trung tâm dạy nhạc tại quận Thủ Đức. Nào, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Xe chở đàn đã đến, cửa thùng xe mở ra và hai bạn cùng nhau lấy đàn xuống để bắt đầu đi đến lớp nhạc. Chiếc piano điện này có khối lượng 45kg, rất vừa phải để hai người phối hợp cùng di chuyển đưa piano qua những con đường dài mà không thấy mệt. Và đây là không gian bên trong trung tâm. Hai bạn nhân viên đang mang đàn chậm chậm từ phòng khách qua từng bậc thang, cẩn thận từng bước chân để đưa cái đàn lên lớp. Lớp nhạc được trang bị nhiều dòng piano từ cơ đến điện, vô cùng quen thuộc với anh em trên kênh như hãng Cutman, Yamaha, Atasia, những model cực hot sở hữu nhiều tính năng hiện đại được lớp nhạc chọn mua tại Minh Phụng Music với tiêu chí chất lượng hàng đầu, giá sản phẩm tốt nhất thị trường, dịch vụ chăm sóc sau bán hàng tận tâm chính là lý do để đông đảo khách hàng tin yêu và tìm đến với Minh Phụng Music. Lắp ráp đàn thôi nào anh em ơi. Trong thùng piano gồm có thân đàn, chân đàn, pedal, sách hướng dẫn, nguồn và ốc lắp đàn. Những khách hàng mới tìm hiểu về Cutman KS7S hãy theo dõi các bước hướng dẫn lắp đàn rất dễ dàng cùng team nhé. Đầu tiên, hai chân đàn sẽ được gắn cố định vào pedal, tiếp theo lắp tấm chắn sâu vào chân đàn với pedal vừa mới lắp, cuối cùng là lắp thân đàn lên trên. Các vị trí ốc được canh và siết lại chắc chắn với tu vít. Vì sao Cutman KS7S là cây piano dành cho các trung tâm dạy nhạc tìm hiểu cùng mình nhé. Đàn mang vẻ đẹp từ châu Âu, dáng đứng đặc trưng và kiểu dáng hiện đại thích hợp với mọi không gian âm nhạc. KS7S trang bị 88 phím đàn với 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn, 192 polyphony, số lượng bài hát cực kỳ ấn tượng với 100 bài, 30 âm sắc. Chức năng trên đàn cực kỳ nổi trội với metronome, đếm nhịp, trinova trộn tiếng, jazz bow tăng giảm tông, split mode chia bàn phím, cổng USB giúp bạn kết nối với máy tính bảng, điện thoại thông minh dễ dàng, hỗ trợ truyền nhận dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số, kết nối không dây với các app học nhạc như Simply Piano, Perfect Piano bằng MIDI Bluetooth ngay trên đàn, giúp tiết kiệm diện tích dây cáp mà bạn phải dùng. Khi mua KS7S tại Minh Phụng Music, các bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp và lãi suất 0%. Đến lúc cùng em học viên bóc siêu rồi. Đầu tiên là siêu đàn, rồi đến siêu phím. Mời các bạn cùng thưởng thức chất âm cực hay trên cây Cutman KS7S được biểu diễn bởi những học viên nhí đầy tài năng của lớp nhạc. Ra Minh Phụng Music còn đem đến khách hàng quà tặng hấp dẫn khi mua Cutman KS7S chính là ghế piano cao cấp, giáp phone và phía bảo hành nhạc cụ chính hãng tại showroom. Vậy là buổi giao đàn piano điện Cutman đến với trung tâm dạy nhạc hôm nay tại Thủ Đức đã hoàn tất. Trước khi kết thúc video, đội ngũ nhân viên Minh Phụng Music xin chân thành cảm ơn trung tâm đã luôn tin tưởng và lựa chọn Minh Phụng Music là nơi cung cấp đàn piano cho các hoạt động giảng dạy của lớp, được hỗ trợ lớp trong việc phát triển tài năng âm nhạc của các em học sinh. Minh Phụng Music sẽ tiếp tục đồng hành và phát triển cùng với lớp nhạc trong thời gian sắp tới. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe và bật chuông thông báo để theo dõi những video sắp tới của tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano điện yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.